Thưa quý vị, từ đầu học kỳ 2, công tác ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh lớp 12 đã được các trường học trên địa bàn thành phố đẩy mạnh triển khai. Tùy theo điều kiện, đặc điểm của học sinh, các trường trung học phổ thông có các kế hoạch học tập cụ thể nhằm nâng cao kết quả kỳ thi tốt nghiệp. Trường Trung học phổ thông Sơn Trà hiện có 298 học sinh lớp 12, trong đó đăng ký thi tổ hợp khoa học tự nhiên là 78 học sinh, đăng ký thi khoa học xã hội là 220 học sinh. Từ đầu học kỳ 2, nhà trường tổ chức ôn tập tăng tiết đối với các môn thi tốt nghiệp trên tinh thần tự nguyện và hướng đến tổ chức thi thử. Từ đó có sự phân loại học sinh theo năng lực để có giải pháp phù hợp, phân công giáo viên theo dõi, động viên, hỗ trợ kịp thời khi học sinh gặp khó khăn. Giáo viên ở các bộ môn sẽ soạn tài liệu cho các em ôn tập. Trong quá trình ôn tập thì chú trọng và thực sự quan tâm đối với cái đội học sinh mà có năng lực trung bình hoặc là năng lực chưa có tốt, và bám sát đối tượng học sinh. Trong quá trình ôn tập cũng như kiểm tra thì bám theo cái đề minh họa của bộ cũng như phù hợp với đối tượng học sinh của từng lớp. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trương tổ chức theo định hướng giữ ổn định như năm 2021-2022. Điều này giúp cho các trường, giáo viên chủ động lên phương án dạy học và ôn tập phù hợp cho học sinh. Là lứa học sinh đặc biệt, khi việc học trực tiếp ở bậc trung học phổ thông bị gián đoạn khá lâu do dịch COVID-19, nên các giáo viên cũng lên kế hoạch củng cố kiến thức cho học sinh 12 ngay từ đầu năm học và có phương pháp ôn tập riêng cho từng môn học. Sẽ có các cái hình thức khác nhau để cho các bạn ôn tập, là ngoài cái đề cương mà của nhóm chuyên môn đã soạn thì sẽ lập ra các cái nhóm trên kể cả các phương tiện truyền thông, ví dụ như là nhóm Zalo vân vân, để các bạn có gì đó thắc mắc liên quan đến nội dung ôn tập thì mình có thể giải đáp. Có những cái bạn mà về học mà thuộc cái đội tuyển học sinh giỏi mà đặc biệt đạt giải cao thì mình cũng cử các bạn ấy phụ trách để mà hỗ trợ các bạn ấy ôn tập. Hiện nay vẫn chưa có quy chế thi chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng các trường học đã có những tư vấn định hướng phù hợp cho các học sinh tham khảo. Với những học sinh có nguyện vọng tham gia kỳ thi riêng đánh giá năng lực thi chứng chỉ quốc tế xét tuyển vào đại học, tại Trường Trung học phổ thông Trần Phú, dự kiến việc dạy tăng cường cho học sinh lớp 12 sẽ bắt đầu diễn ra từ tháng 3. Đặc biệt, học sinh được chọn giáo viên mình yêu thích để đăng ký theo học. Là nhà trường nắm cái thông tin xét tuyển của Bộ Giáo dục theo các hình thức thì thông báo đến quý vị phụ huynh, để quý vị phụ huynh biết vào các cái trang thông tin tuyển sinh của các trường đại học. Là nhà trường là cho các em học sinh đăng ký cái tổ hợp môn ôn tập nó phù hợp với cái nguyện vọng xét tuyển đại học của các em sau này, cùng với là cái giáo viên các em thích học. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục Đào tạo, lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 sẽ được tổ chức vào tuần cuối của tháng 6 năm nay, sớm hơn khoảng 2 tuần so với năm 2022. Bên cạnh việc tăng cường ôn tập, các trường học cũng tăng cường tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, đồng thời tuyên truyền đến gia đình chăm lo động viên tinh thần cho con em, giúp học sinh có tâm lý thoải mái trước khi bước vào kỳ thi quan trọng trước mắt.